Nhà chân chúng tôi mến chào cả nhà. Thì ngay lúc này đây tại sân bóng đá thanh niên, hay gọi là sân bóng đá tình yêu, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023. Thì đây, cảnh tượng các bạn đang nhìn thấy hàng ngàn chú diều với đầy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, với những hình thù khác nhau, hình chim, hình bướm, hình Doraemon, hình Pikachu, hay là hình những chú siêu nhân đang bay lượn trên bầu trời của khu vực Nha Trang ngày hôm nay. Cánh diều tuổi thơ, cánh diều ước mơ của bao nhiêu người đó. Tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên đều trải qua một giai đoạn, đó là giai đoạn tuổi thơ. Thì tuổi thơ của chúng ta có những người được chơi, có những người được không chơi. Thì các bạn có thể xem lại video này để cùng trải nghiệm và cảm nhận. Khoảnh khắc này thường được tổ chức vào những buổi chiều cuối tuần. Khi mà học sinh được nghỉ học thì họ sẽ được người nhà, người lớn đưa ra khu vực bãi biển chơi và thả diều ở tại khu vực này. Đây, rất nhiều. Nói chung là không biết từ khi nào mà mọi người sưu tầm, mua sắm và tổ chức thả diều tại đây. Thứ nhất là khả năng là gió rất chi là đẹp. Thứ hai là sân bóng đá thanh niên rộng rãi, thoáng mát. Và thứ ba là bộ môn chơi diều này thì ở khu vực này thì hoàn toàn không nguy hại đến những tòa nhà cao tầng. Đó, các bạn có một trải nghiệm mà rất chi là tuyệt vời vào những ngày cuối tuần tại đây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chút xíu mình sẽ nối những video bay flycam lên và cho các bạn xem cảnh tượng những chú diều này bay từ trên cao.